Cái lô loa kia về có sót một chiếc loa BMB 450C bác nhá. BMB 450C. Đấy. Một chiếc không có không phải một đôi. Để xả thanh lý cho bác nào một chiếc này nhá. Một chiếc này hình như là thiếu một bên tép này. Để em cậy này. Bác còn một bên tép ở đâu để tí em cho anh em theo. Còn bên này tép bên này còn này. Này. Một chiếc BMW 450C đang thiếu một bên tép, không biết là một tép bên đâu. Ê, căng cái thứ còn nguyên bát đây. Để cho bác 1 triệu một chiếc này nhá, bác làm nhanh tay, bởi vì là để mua một chiếc là rất là hiếm, khó lắm, nhiều bác đang cần đấy. 1 triệu một chiếc này nhé. Bác nào nhu cầu liên hệ với em Tuấn. 1 triệu một chiếc BMW 450C hàng xịn. Ok chưa? Còn dưới này còn một đôi vỏ, đôi vỏ này của cái gì đây? Đôi vỏ này, đôi vỏ của Prodio nhé. Prodio đôi vỏ. Đây là đôi vỏ của Prodio bát 20. Đôi vỏ Prodio bát 20, bác nào lấy em chuyển nốt cho bác đôi vỏ này 300k. 300k đôi vỏ này. Bát 20 bác nhé. Một bát 20 một tép. Này. Một bát 20 một tép. Đôi vỏ này, ê căng còn đây này, cả đôi ê căng còn nguyên. Một bát 20 một tép, 300k đôi vỏ đấy. Đây là con máy hút ẩm, máy hút ẩm, máy hút ẩm về các bác dọn nhé, 1,6 triệu rồi này, máy hút ẩm. Đây là con máy lọc không khí Daikin. Em Tuấn dọn nốt cho các bác nhá, tất cả lô này nhá, lô tất cả loa JBL vỏ, cái vỏ loa của âm trần này, tất cả chỗ này nó khoảng 6 đến 8 cái, để cho bác tất cả cái lô này 280k, đồng giá tất cả 280k này, 280.